Bình trong việc xử lý các đối tượng vàng tặc đã khiến hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp ở đây đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. Thưa quý vị, từ ngày mai đến ngày 23 tháng 7, các thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của mình. Thế nên những ngày gần đây, các trường đại học cao đẳng đang cố gắng thu hút thí sinh bằng nhiều hình thức như là miễn giảm học phí, này, học bổng hay thậm chí là tư vấn trực tuyến qua mạng xã hội Facebook. Là trưởng khoa của một ngành học mới mở từ năm ngoái, bà Thanh